Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Hạ viện Hoa Kỳ đang làm việc rối rít về dự luật cấm nhập khẩu dầu của Nga. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân Chủ từ California cho biết trong một bức thư vào ngày Chủ nhật vừa qua rằng Hạ viện đang tìm kiếm các lựa chọn lập pháp để cô lập Nga, trong đó bao gồm cả lệnh cấm đối với dầu mỏ và năng lượng của Nga. Dự luật của chúng tôi sẽ cấm nhập khẩu dầu vào các sản phẩm năng lượng của Nga và Hoa Kỳ, hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus và thực hiện những bước đầu tiên để từ chối Nga gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Bà Pelosi nói trong một bức thư, chúng tôi cũng sẽ trao quyền cho cơ quan hành pháp để tăng thuế đối với những hàng hóa nhập khẩu của Nga. Phát ngôn viên của Hạ viện đã lưu ý rằng chính quyền Biden đã yêu cầu 10 tỷ đô la cho việc hỗ trợ nhân đạo quân sự và kinh tế cho Ukraine, đồng thời cho biết rằng Quốc hội dự định ban hành khoản tài trợ khẩn cấp này trong tuần này, như một phần của luật tài trợ toàn phần cho chính phủ của Hoa Kỳ. Đầu tuần rồi, một dự luật đã được đưa ra bởi lượng đảng tại thượng viện nhằm cấm nhập khẩu dầu của Nga. Bởi thượng nghị sĩ Joe Manchin thuộc đảng Dân chủ, West Virginia, chủ tịch ủy ban Tài nguyên và năng lượng thượng viện và thượng nghị sĩ Lisa Murkowski thuộc đảng Cộng hòa, tiểu tiểu bang Alaska, là một thành viên cấp cao của ủy ban này. Hoa Kỳ không thể tiếp tục mua hàng triệu thùng dầu, trong khi Putin gây ra một cuộc chiến tranh vô cớ và phi lý tại Ukraine. Ông Dick Durbin, thuộc đảng Dân Chủ, thuộc tiểu bang Illinois, cho biết. Thuộc Thượng viện cho biết vào ngôn thứ hai rằng, ông sẽ ủng hộ dự luật này. Mặc dù chính quyền Biden đã do dự nhắm mục tiêu vào các nguồn năng lượng của Nga trong các biện pháp trừng phạt làm tê liệt quốc gia này, nhưng nhà trắng hiện đã phát đi những tín hiệu vào ngày thứ Sáu vừa qua rằng tổng thống đang xem xét các bước để giảm giảm nhập khẩu dầu của Mỹ từ Nga.